Xem tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 4 âm lịch, được lộc trời cho, giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Ất Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, tốt bụng và tấm lòng bao dung độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác, và điều đó thì đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền đau khổ thì những gia chủ tuổi Ất Dậu vẫn luôn giỏ lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Vâng, và cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ mọi người của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái riêng cho họ tuổi Ất Dậu trong tháng 4 âm lịch này. Trong tháng 4 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi chèo mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp luôn luôn thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 4 năm 2022, vận trình của những người tuổi Ất Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết qua video phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, mệnh tuyền trung thủy, nước dưới suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt tình. Họ rất thành thực, cơ trí nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ và hoàn thành được chí lớn. Đây cũng chính là mẫu người, đa mưu, túc trí, giàu tham vọng, song con đường họ đi luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên người này có tính tình thất thường, nhanh nóng, cũng nhanh lạnh. Đây cũng chính là điểm yếu lấy đi rất nhiều cơ hội thành công của người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín, giữ bí mật rất tốt, nhưng họ thường đi phê phán và đánh giá người khác, thẳng tính, nên hay làm mất lòng người khác, bị dèm pha và nói xấu sau lưng. Nam giới Ất Dậu có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau, vì vậy họ luôn cố gắng trong công việc. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, họ thích khen ngợi người khác và cũng muốn được người khác khen ngợi mình. Tuy nhiên tính cách cố chấp, không chịu nghe lời khuyên bảo, đóng góp của mọi người nên có nhiều phen lận đận. Trong tháng này sức khỏe của bản mệnh tốt, không có điều gì phải lo lắng. Nếu đau yếu cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc, nhanh lành bệnh. Đương số có thể lực khá sung mãn, thoải mái, làm điều mình mong muốn, tài vận khá lý tưởng. Lương hưu được cải thiện và có thêm thu nhập hoặc được con cái hỗ trợ thêm. Tháng này gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa tốt đẹp. Nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến và kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Ất âm mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Ất Dậu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao và tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Đa phần tuổi Ất Dậu đều đang an nhàn hưởng tuổi già, nếu vẫn còn làm việc, mọi thứ suôn sẻ, kết quả khả quan. Trong tháng này mệnh chủ có thể nhận được một số cơ hội hợp tác làm ăn có lợi, còn có thể được quý nhân phù trợ, đặc biệt là trong các dự án hợp tác về bất động sản hoặc các chính sách hỗ trợ xã hội. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, không ít người dễ gặp họa phá tài, phải bỏ ra một khoản lớn vì anh em bạn bè
hoặc đổ nhiều tiền đầu tư vào các dự án bất động sản nhưng chưa thể thu hoạch được kết quả như mong muốn. Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả đó kéo dài quá lâu, đương số nên suy nghĩ lại con đường mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng, cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy kẻo bị lừa lọc, lợi dụng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỷ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài, trong tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Dậu được cải thiện khá rõ rệt. Một số căn bệnh mãn tính cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt nhờ hợp thầy hợp thuốc. Tháng này, thời tiết cũng bắt đầu vào hè. Thời tiết cực đoan có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản mệnh. Các bạn hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, vận động đúng độ tuổi và đừng quên các buổi khám định kỳ với bác sĩ. Đi lại trong tháng này cũng cần phải cẩn trọng hơn. Chỉ một chút không may mắn dẫn đến ảnh hưởng nhỏ đến sức khỏe của các bác thì cũng rất khó hồi phục. Các quý gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 4 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi cuộc sống của mình trở nên ngày một tốt hơn, vận mệnh tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!